Moto. Đã đến lúc thay đổi định nghĩa về smartphone, tùy biến thành loa âm thanh nổi, máy chiếu màn ảnh rộng, máy ảnh chuyên nghiệp, tạm biệt quan niệm cũ. Hello Moto. Hãy chào đón smartphone hoàn toàn mới Moto Z của Moto Mode, khác biệt tạo đột phá. She biểu diễn rất là sống động. Scene sẽ rất dễ dàng biến hóa với nhiều phong cách khác nhau. Em là một người rất là có bản lĩnh và giữ phong độ rất đều. Vậy mà người dù cha nghẹn ngào lời mặn đắng, em cố nắm chặt tay không cho đôi môi em thốt lên hai từ thứ thiệt. Sẽ là người không phải là một màu. Xin sẽ định hình của mình là một cô nàng ba phong cách. Don't make me cry. Xin anh đừng. Hay thấy ở bạn này nè, rất là thích cái gì cầu toàn, kỹ tính. Bạn có sống vậy có mệt không? Suy nghĩ là sẽ có một số đối tượng khán giả sẽ thích như vậy và mình sẽ cố gắng nhân số lượng khán giả nó lên. Bạn này rất là thông minh trong cái việc lựa chọn con đường đi của mình. Thay đổi mỗi ngày nhưng mà bạn biết là bạn sẽ thay đổi được. Có nhiều bạn thay đổi nhưng mà nó lại không tốt bằng cái tuần trước. Vậy là cuối cùng lại là một cái ván cờ thua của mình. Xin mong rằng quý vị khán giả nếu như mà yêu thích Shin thì cũng sẽ chấp nhận cái chất riêng của Shin và sẽ ủng hộ Shin đến cùng. Thí sinh phong cách nhất của tuần đó là phần biểu diễn của Shin Hồng Vịnh và Trọng Hiếu. Khi mà Shin quyết định tham gia chương trình này, Shin không có đặt nặng vấn đề là Shin phải được cái gì đó. Mình phải làm được cái gì đó để cho bản thân mình cảm thấy hài lòng nhất có thể. Chỉ riêng em và đêm cô đơn lại bơ vơ bơ cơn mơ còn là thơ. Em sợ ngày đó sẽ đến, em sợ mình quá chênh vênh xa nhau lại quá khó có nhau lại hững hờ. Tình yêu nhẹ như gió đây đi nhậu mộng mà làm sao em giữ anh bên. Còn chưa quen những em đừng đi qua đường phôi pha nhưng rồi có khi nào mình rời xa biết đâu bất ngờ đôi ta chỉ rời xa nhau. Anh còn đứng dưới mưa ngăn ngã trong mưa, cơn mưa kéo dài. Sẽ là gió
Xin cảm ơn Vũ đoàn Đam Mê đã hỗ trợ cho Shin Hồng Vịnh trong phần dự thi hôm nay. Wow, xuất sắc. Và điều mà cần phải chúc mừng Shin ngay đó chính là em đã nhận được bình chọn ngay lập tức của cả ba vị giám khảo ngày hôm nay. Vẫn còn rất nhiều thời gian dành cho quý vị khán giả đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ tiếp tục bình chọn cho Shin Hồng Vịnh. Và hôm nay phải nói rằng là không thể nói em là người biến hóa nhiều nữa mà là biến hóa hoàn hảo trên sân khấu. Có thể nào Shin chia sẻ cho mọi người biết là với một đêm thi quan trọng như đêm nay, tại sao em lại chọn phong cách này không ạ? Dạ thật ra thì phong cách mà hiện đại nhảy trên sân khấu và hát nhạc xuân thì đó mới chính là con người thật của em. Cho nên là mấy, bây giờ mấy lần đây dịu dàng là không phải. Chỉ còn có highlight nữa thôi, cho nên là em muốn thật là show hết hình ảnh của em ra cho mọi người cùng thấy. Bao nhiêu năng lượng là tỏa ra hết. Điều đó thì tôi có chứng kiến là tại vì ngay cả cái cách mà đưa tay của bạn ấy ra cũng cảm thấy là đưa hết năng lượng như đang chuẩn bị trưởng á. Rất là dữ dội phải không ạ? Và cùng với giám khảo của chương trình này thì cho phép hỏi người đầu tiên gặp Shin Hồng Vịnh. Chị Thu Minh nghĩ gì về cô gái này ạ? Em có cá tính. Mà cá tính bây giờ là của hiếm. Chính vì như vậy, đó là lý do tại sao chị bấm tặng cho em 500 điểm. Bây giờ thị trường âm nhạc Việt Nam không còn như là những năm về trước. Càng ngày thì đẹp này, vũ đạo tốt nè, chiếm lĩnh rất là nhiều, hầu như rằng là 90%. Nhưng chính vì như vậy, đừng bao giờ bỏ quên cái phần hát của mình, bởi vì đó mới là tố chất. Và để có sự tôn trọng được gọi em là một ca sĩ, thì với em ngày hôm nay chị cảm nhận được rằng là em có cả hai yếu tố này. Chúc mừng em. Bây giờ anh phải chúc mừng Shin tiếp tục tập 2. Tại vì chị Đại Thu Minh á, là chị rất là nổi tiếng. Mỗi lần lên sóng truyền hình á, là nếu mà là người phát pháo đầu tiên của ban giám khảo là chị sẽ che ngay. Đấy, nhưng mà ngày hôm nay chị lại khen mới chết chứ. Cho nên là đây là một điều rất là đáng mừng cho em, bởi vì đã lấy được lời khen của một giám khảo cực kỳ khó tính là Thu Minh. Chúng ta sẽ cùng đến với vẻ ngoài có vẻ hơi đăm chiêu của Harry Won. Em đang nghĩ gì vậy? Anh nói nãy giờ em bị đơ. Bị đơ? Em bị đơ thiệt. Kiểu là sao? Sao lại có thể làm được như vậy? Hồi xưa đó, từ xưa tới cái tới tuần trước luôn á, là em diễn á, chị vẫn có cái cảm giác là em đang diễn. Nhưng hôm nay thì giống như là từ cái chất từ trong toát ra, em có cái cảm giác vậy á. Cho nên em ơi, chị nói thiệt, em giống con gì biết không? Em giống con chameleon. Chameleon là cái con thằn lằn mà nó đổi đủ màu á, anh hiểu không? Nó tắc kè bông á đúng không? Dạ, nó đi vô đâu là nó biến hóa ở đó. Em nói thiệt, hôm nay em xem tiếp mục này, em có cái kiểu như là ê, vậy là Harry chết nha, ê, phải phân đấu nha. Em làm cho chị có một bài học luôn á. Từ hôm nay là chị cũng phải về nhà, chị cũng phải tập luyện nhiều hơn. Trời ơi em ơi, hôm nay chị không biết người ta nghĩ gì về em, nhưng tới hiện tại em bây giờ là ngôi sao của chị rồi. Chúc mừng em. Không lẽ giờ anh chúc mừng em tập 3 nữa. Nhưng mà Harry nè, em quả tình rất tuyệt vời. Cứ mỗi live show em đến em tặng thêm từ vựng ngược lại cho anh. Yeah. Anh vốn dĩ là người rất là nổi tiếng, là từ vựng rất là nhiều. Vậy mà cứ mỗi một lần em đến nào là năm tuần trước là hát hay như quỷ. Yeah. Còn tuần này là đẹp như con tắc kè hoa. Thật ra thì đúng là cô này là tắc kè hoa thật, biến hóa rất là dữ dội. Và quý vị khán giả truyền hình thân mến, chúng ta vừa kết thúc 10 phút bình chọn cho Shin Hồng Vịnh. Hy vọng là số lượng tổng bình chọn ngày hôm nay sẽ làm cho cô ấy ngủ ngon và chuẩn bị thật tốt cho tuần sau. Còn Dư Khắc Linh, anh muốn nói gì về cô nàng tắc kè hoa này ạ? Không, đúng là Shin là cái thể loại nào là Shin cũng làm được. Và anh muốn là trong tuần tới á, như là em phải nghĩ ra một cái gì đó mà em đã chưa có làm. Tại vì cái gì em đã làm rồi thì nhiều khi là tuần tới là phải chung kết là phải rất là đặc biệt. Hoặc là em hát, tại vì là anh biết là em hát được vọng cổ đúng không? Hoặc là tuần tới hát vọng cổ đi, có gì quý vị thấy sao? Anh nghĩ gì về gợi ý của anh Linh? Thật ra là như anh nói là thể loại này em cũng thử rồi, nhưng mà thật sự là vọng cổ là em chưa có thử.
chắc là live 10 em sẽ thử vọng cổ xem sao. Okay. Nhưng mà trên tinh thần khi mà sau cuộc thi á, em có biết là con đường của em chọn là em sẽ đi theo hướng nào không? Bởi vì một chút chia sẻ kinh nghiệm của chị dành cho em là khi mình hát được nhiều thể loại và mình hóa thân được nhiều phong cách thì đó là một sự may mắn khi mình có một cái tài năng và một cái tính nghệ sĩ biến hóa thứ nhất là từ trong cái cảm xúc. Em phải cảm được cái điều đó thì em mới hát ra, em mới diễn ra được, đúng không? Nếu em không cảm thì em không diễn ra được. Nhưng để một cái vị trí mà người ta nhớ đến em trên cái thị trường âm nhạc Việt Nam này thì em nghĩ em sẽ là một ca sĩ với thể loại nhạc gì? Dạ, em nghĩ là em sẽ theo hướng là hiện đại và kết hợp với truyền thống luôn ạ. Có nghĩa là cái gì cũng có nè. Hai cái từ đó là nó bao gồm tất cả mà. Wow, cũng giống như là bài diễn ngày hôm nay của em vậy. Có một chút gì đó nó hơi nửa giống như là yếu tố văn hóa ở trong văn đó, hóa đúng không ạ? Đưa hình ảnh của một đất nước như là Nhật Bản vào trong tiết mục của mình. Quần áo. Ok, chị thấy rất là tốt. Nhưng mà cố gắng em nhé. Chị thích cái ánh mắt, cái nụ cười và cái thần thái của em. Cố gắng giữ như vậy, bởi vì không phải ai cũng có thể làm được điều này đâu. Một lần nữa xin được phép đại diện cho Shin cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Ở đêm nay mà được khen nhiều như vậy thì chắc chắn là thí sinh sẽ rất là vui, bởi vì họ còn đến những một tuần nữa để quý vị nhìn thấy sự hoàn hảo nhất mà họ dành cho chính bản thân mình và tình yêu của họ dành cho quý vị. Biết đâu đấy, đó chính là một trong những điều quan trọng nhất để biến họ thành quán quân của chương trình Be A Star thì sao. Hy vọng là tuần sau em sẽ tiếp tục gây cho mọi người nhiều bất ngờ hơn nữa. Xin nha.